quanh. Hôm nay là tôi đi quay cái cây mãng cầu của tôi coi. Này, nhưng cái cây mãng cầu này là năm rồi, ồ men trái dữ lắm luôn. Mà năm nay á, trời nắng quá, nó khô quá nên trái cũng ít ít à, không có nhiều hơn đây nè. Mà đây, dưới đây con mở nước rồi đó mâm. Mâm tứ vô trong cái phần rau trước. Ô, trái măng cầu này nở gai rồi anh ơi, hồi phải bẻ anh. Đây, trái măng cầu đây nở gai bự rồi, sắp chín rồi. Đâu rồi? Ai nói, sao đây nhìn quay nó không trúng vậy? Đây, trái này nở gai rồi đây. Đây, nở gai bự chỉ hồng. Mỗi năm cây này là thôi thấy mê dữ lắm nha. Mà năm nay không có nhiều hung. Đây, mà đều có ăn, có cúng, lai rai, hoài hoài. Đây là trái cây lúc nào cũng cúng đầy mâm, đầy dĩa hết nha. Chứ không phải mà cúng ít ít. Nào đây, đây. Hôm nay thu hoạch xoài cho ba hàng bôi ở trên kia, rồi đem lên Atlanta chột trà cho anh Linh, chị Kiều, bạn học của anh Vũ. Đây, trái mãng cầu này chút nữa bẻ được rồi đây. Ở trước là mãng cầu nó bự trái hơn, nhưng nó sai trái hơn nha. Đây. Đây, cây này nhỏ cũng bắt đầu có trái rồi đây. Coi trái mít hôm nay bự lên chưa? Trái mít hôm nay bự hơn rồi đây. Bự hơn rồi. Tất cả 7 trái. Sao ráng chừa cho con Thi mới đặng nó về tháng cuối tháng 7 nó có nó ăn chứ, để cây xoài của nó mình bẻ sạch xanh xanh hết rồi chừa cho nó không mớ. Đây nhé. Bẻ xoài đi chọt trà Atlanta cho bạn. Ồ, mặt này kìa anh, nguyên cái chùm nó nằm trong cái nhánh đó, mấy cái chùm nằm trong nhánh nó quất đi chứ để ép lên cái ẻm đây nè, nó nhìn lên nè. Cái vàng bên đây nè, chừa cho thi vậy cánh giới đó mà 3 ngày không tứ rồi đó, bởi vậy héo queo vậy mà mỗi còn lần con ra ăn tứ cái ổng cự con hả. Đây cái vàng bên đây đi chừa lự. Cũng hổng rài bẻ là coi, hôm qua là một cái thùng bự tổ bà cha rồi, bữa bẻ cho anh Nghĩa một bọc quá trời, cái vàng trên đây vàng hết trơn rồi. Đây, mãng cầu này chuẩn bị cháy, mãng cầu này chuẩn bị nở gai rồi đây. Đây, mãng cầu này chuẩn bị nở gai rồi đây. Khế đây, cái khế này vàng vàng rồi. Đó, nó cũng bị vàng vàng rồi. Em cốc đây.
đi dài qua cái mặt bên kia. Mình cho cái bụi cánh giới còn nhiều nhiều để nó chết uổng. Oh man. Đây rau còn. Đây nha, mấy cái này trái còn nhỏ nhỏ nha. Tổng cộng là cái điếm đây, điếm cầu đây. Đây. Phải con quay xong rồi con đây là vàng sabuche của tôi đây. Sabuche mới tượng trái nhỏ xíu này nha. Vàng mắng cầu sim. Vàng chuối, để quay qua bên đây. Vàng chuối. Đây cây đu đủ lúc trước nó ngã đó, cái chặt xong. Cái bây giờ nó ra chảng ba. Này là cây bơ. Này là cây bơ. Ồm hên hổm đại nó khô quá. Đây nè. Cây mắng cầu này đây. Cây mắng cầu này rất là nhiều trái nha. Nhiều trái dữ lắm luôn. Đây. 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 Ở trên đó. Ồ đây trái mắng cầu nở gai bự rồi, chút nữa bẻ chứ để nó rụng uổng. Đây nha, còn cây coi cây đu đủ này nha. Đây là một đọt đu đủ. Đây là hai đọt đu đủ. Đây là ba đọt đu đủ. Đây là bốn đọt đu đủ. And then còn rất là nhiều cái đọt khác. Đây mắng cầu đây, mắng cầu đây, mắng cầu đây. Đây một đọt đu đủ nữa nhé. Đó, cây đu đủ mười mấy đọt nha. Cái mít niệm hổm có được một trái. Rồi đây cây đu đủ mấy đọt nữa đây. Hai, ba đọt. Đây cây đu đủ ba đọt nữa đây. Đây để quay ra tí xíu nhé. Đây là dạng chuối của mình đây. Dạng chuối. Đây mấy hoài hôm qua chặt một hoài dạng ngon chín rồi, chúc cúng Phật chứ cúng bà. Chuối, dạng chuối nè, dữ lắm. Cây nào cây nấy nó mập thù lù hà nha. Đây dạng chuối đây. Đây mắng cầu này hôm hổm là mình giục một nắm hột, bây giờ nó lên đây. Còn cây này là cây táo. Cây táo, cây táo, táo tàu á, táo Việt Nam á, mà trái trái cũng trọng trọng bự, xanh á, táo xanh á, giòn ngọt ngọt ngay nha, táo Việt Nam chứ không phải táo Mỹ. Rồi để tôi quay cái vàng mãng cầu đây nhé. Cái vàng này là rất là nhiều mãng cầu. Đây. Đây nhé. Đây trái này nở gai nữa rồi. Đây trái mãng cầu nở gai. Đây mãng cầu. Mãng cầu, mãng cầu. Chuẩn bị có mãng cầu để thu hoạch rồi. Đây. Đây mấy bụi trước này ổng cưng ổng tống phân quá trời nhiều, bởi vậy trái sai hơn mà trái mượt mà hơn. Còn ở bên sau này mấy bữa đi làm về trễ cái lực quá là biến không có ra tứ. Đây trái nè. Này là cây mai vàng Việt Nam mình đây nha. Đây lắm mắng cầu đây. À, chuẩn bị nở gai rồi. Ôi trái này chuẩn bị nở gai đã dễ sợ đây. Trái này nở gai.
Đây. Đây nha. Đây nữa nè. Mắng cầu đây. Mắng cầu là mình trồng xung quanh nhà luôn nha. Từ trước xung quanh bên hông cho tới làm sao. Đây là cái mận đỏ đây mà chưa chịu ra trái. Còn coi cái bụi trang của mình đây nha. Bụi hoa trang của mình nè, nở đỏ ao. Úi cha cha ơi, trái này nở gai quá trời đẹp luôn. Đây đẹp chưa? Nở gai rồi. Đây. Đây là cây mắng cầu nữa nha. Còn đây là cây nhãn. Đây là cây nhãn. Rồi mình chặt hết phân nửa rồi, tại vì cũng sợ nó dê vô trong cái vách nhà đó nên chặt hết phân nửa rồi. Rồi bên đây là dãy chuối tiếp tục. Dãy chuối tiếp tục. Đây có một vài chuối sụ xuống rồi đây. Đây vài chuối này già rồi. Đây mắng cầu của mình nữa đây. Cầu của mình nữa đây. Cây này mới, cây này sai trái hơn nè. Đây sai trái hơn nữa này. Đây mắng cầu. Cầu. Đây. Cây đu đủ nha. Đây là cây đu đủ. Đây cây đu đủ, trái đu đủ này bự dễ sợ hơn chưa. Đây là cây nhãn, cây xoài ngọt. Đây cây mít. Đây. Đây là khu vườn nho nhỏ của tôi đó nha. Đây Mr. Dù đang thu hoạch xoài. Mr. Dù đang thu hoạch xoài. Trồng tứ cho cực xong rồi toàn là chia cho mọi người không à. Hả? Gì? Đây thu hoạch được nhiêu đây rồi đây. Nhiêu đây rồi đây. Hồi chút chia cho mấy thằng boy ăn mớ với lại chia cho Atlanta. Ok, bye bye nhiên everyone. Ủng hộ channel của mình cho mình cái like, cái subscribe, cái chia sẻ nha.